Hậu trường phiên lai tiền tỷ đầu tiên của bà chị tôi chứ không phải của tôi. Nhiều khi không biết tôi là nhà sáng tạo nội dung mười mấy triệu follow hay là nhân viên quay hậu trường cho bả lương tháng vốn cũ nữa. Mà sao bả ra cái dự án nào tôi cũng là người quay hậu trường đầu tiên hết trơn á. Nói thiệt là cái mặt của tôi bây giờ nó cũng chưa có ổn định. Tại vì sau khi mà phẫu thuật lấy silicone ra á thì cái mặt của tôi nó bị hớt với lại nó gồ ghề và nó nhăn nhúm rất là nhiều. Tôi chưa có dám xuất hiện ở trước máy quay khác. Tại vì ở nhà tự quay á thì tôi có thể chọn cái góc quay sao mà né khuyết điểm ra nè. Sau đó lên clip thì còn cà mịn da nữa, cho nên là nó không có lộ máy. Chứ lên máy khác á quay tôi cũng hơi sợ. Nhưng mà năng nỉ bà nói là đây là cái dự án đầu tiên của chị em ơi, lần đầu tiên chị like luôn mà rất là nhiều sản phẩm like mười mấy tiếng đồng hồ vậy á, cho nên là em trùm khăn lên cũng được, em qua em xuất hiện khoảng nửa tiếng đồng hồ cho chị có cái động lực là được rồi, chứ không có cần chi mà em đứng ra em like nhiều hết trơn á. Sau đó bà chốt thêm câu nữa là em ráng like cho chị đi, chị trả cách xe hậu hĩnh cho chị em mình chứ cái gì cái tiền nào ra của nấy. Ở lộn, tiền cái gì đó, tiền của chị cũng như tiền của em, có vậy thôi đâu mà rặn nãy giờ đó. Đó cho nên là tôi nghe tới đó cái tự nhiên cái tôi thấy thương chị mình. Thì lần đầu tiên chị mình like mà, không biết là bà có bơ vơ chơ vơ ở trên cái cuộc like đó không. Cho nên là thôi cũng ráng sắp xếp thu xếp công việc, chạy qua Hy Quân make up nhẹ cái mặt một cái, cũng tranh thủ lẹ lẹ để qua like cho kịp giờ. Chứ nói chứ chị em mà cũng như coi như là ruột thịt trong nhà rồi, bây giờ không like cho bà thì ai like cho bà được. Có hai chị em thôi. Qua like chứ không có nghĩ chứ chuyện tiền, chỉ là like giùm thôi, hỗ trợ thôi. Nhớ cái cuốn họng á, cuốn họng ở bự nhé, chúng tôi bụng luôn khỏi rồi. Ở phần nhai. Cuối cùng thì tôi cũng đã tới stu nơi mà diễn ra phiên live rồi nè. Ekip rất là chỉnh chu, rất là đông luôn nha. Tôi tới thì bà Viên bà đang live, bà không biết là tôi đã tới rồi luôn á. Bà vẫn miệt mài chăm chú chút đơn nha. Giây phút mà bà phát hiện tôi tới á và chuẩn bị tôi vô live với bà đó là bà đi lấy cái bục này chuẩn bị bà đứng lên cái đó nữa nè. Đứng lên cảm thấy chưa có cao bằng, bà tiếp tục mang cái đôi giày độn của bà đứng lên cái bục đó nữa. Đó thấy chưa? Mấy bà thấy chưa? Bà hơn thua cỡ đó. Nhưng mà thôi mấy bà thông cảm cho bà đi. Tại vì bà ăn bao nhiêu là vô hết cái vòng một rồi. Nó không xuống được tới cặp giò mấy bà ơi. Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với livestream quên diễn đây quên. Xin lỗi mọi người. Lại đây. Xin chào mọi người đã đến với livestream của Kim Như ngày hôm nay. Nhả cái bánh lên trong họng ra. Em nó lỏng hết anh. Nó làm kẹo mút. À, mút chạc hai mút xíu. Cái gì vậy anh ơi? Vô. Đây thử cái lọ quá đẹp đi cái lọ. Với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Tao nói thiệt với mày. Rồi nói là qua like nửa tiếng đồng hồ cho vui. Mà tôi like từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng luôn mấy bà ơi. 6 tiếng đồng hồ. Tại vì quá nhiều sản phẩm. Với lại về không có nở đó. Thấy bà like còn cực quá. Bà ơi bà like khang tiếng luôn mà. Tại vì muốn người ta mua hàng cho mình đâu có dễ đâu mọi người. Mình phải hoạt bát, mình phải nói chuyện, mình phải tư vấn. Và đặc biệt là những cái sản phẩm mình đưa lên mình phải chọn lọc này, phải tìm hiểu rất là kỹ thì mới dám bán cho người ta đó. Nhưng mà riêng cái mặt hàng này vừa lên là chị em tụi tôi chốt trước rồi nha. Cái mặt hàng mình nằm bên trong cái áo màu nâu, cái quần màu đen nè, cái cơ thể bên trong đó. Ủa? Gì vậy? Mọi người là hôm nay giá là 99.000 giảm cho 50.000 nha. Hôm nay là tụi em chơi tới nái với chị Viên luôn bây giờ. Khúc này là 12 giờ là tôi đã bắt đầu xìu xìu rồi nha. Nhưng mà tự nhiên mặc bộ đồ vô xong mấy đứa nhân viên nó nói là cái size chị đang mặc là size S, xong tự nhiên cái tôi mừng. Tại bình thường tôi mặc size M mà bữa nay tôi xuống tới size S là có nghĩa là tôi ốm. Rồi tôi nghe nó tới khúc đó rồi lay sung quá trời luôn. Xong lát nữa mấy bé nó nói là em lộn với size này size L. Có buồn gì đâu trời. Ôi ôi, like tới 12 giờ bả được 1 tỷ mấy bà ơi, hú hồn hú vía. Khóc nữa. Ủa?
Hồi nãy xìu xìu nha, like được 1 tỷ tự nhiên cái sung hăng quá trời, hai chị em hả lấy vợ cầu lông ra quánh quá trời nè. Ai hành mà 12 giờ mới bắt đầu like ba cái đội thể thao này vậy trời. Like 6 tiếng là tôi là coi như là cạn kiệt sức lực, hết sụm nụ rồi, hết nổi nữa rồi, cho nên là tôi xin phép tôi về. Xong cái bà ở lại bà like thêm khoảng 2 tiếng nữa hay sao á. Cảm ơn em là từ chiều đến giờ giúp đỡ chị rất là nhiều. Bả gài tôi, bả gài tôi, bả tặng với tôi cái chậu sen đá này cái là xong rồi đó, không có cái phong bì nữa hết. Tôi tính vậy là tôi tính vậy là ăn cái tô phở này xong á là bắt đầu tôi lên bài tôi phớt bả nè. Cái tự nhiên hôm sau rủ đi ăn nhà hàng, đi ăn cua thì cua cũng nhiều món á, cua cũng to, cua cũng bự đó, cũng có tôm, có đồ rồi quá trời ở trong nhà hàng sang trọng nè. Thì sau khi mà tôi tặng quà sinh nhật cho bả xong á, bả chơi chấn động mấy bà ơi, bả tặng quà ngược lại tôi luôn, bả nói là tặng quà sinh nhật sớm cho tôi, với lại là quà hôm trước tôi like giùm cho bả, bả tặng cho tôi chai nước hoa LV. Thì nói thiệt với mọi người là đây cũng không phải là lần đầu tiên mà mình được cầm trên tay một cái món đồ LV. Tại vì bình thường cứ cuối tuần là tôi lại vòng ra chợ Hạnh Thông Tây để tôi sắm cho mình những cái món đồ LV riêng, cho nên là đối với tôi là cầm trên tay cái món đồ LV nó bình thường. Ôi thơm quá, nó thơm cái mùi ấy lắm nè. Cái mùi ấy sao nghe được vậy hả? Vậy hả? Cái mùi ấy nó xui mất tiền á chị. Dạ ngoài không nha. Mà vô nó tự thích không? Cái tự nhiên thấy cái tình cảm chị em này nó quá thâm thiết, nó quá thiêng liêng. Cho nên là mai bả like nữa nè, nhất định là tôi phải qua like từ sáng tới tối luôn, ăn dầm nằm dễ bển luôn. Mai mấy bà nhớ vô coi like của bả nha. Bye bye mấy bà.